Nhận định bóng đá Real Madrid với Athletic Bilbao, 3 giờ ngày 15 tháng 1 năm 2021, bán kết siêu cúp Tây Ban Nha. Dù Athletic Bilbao là một đối thủ khó chơi, thế nhưng Real Madrid vẫn sẽ phải quyết tâm giành một thắng lợi để hướng đến danh hiệu đầu tiên của mùa bóng năm nay. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhận định bóng đá Real Madrid với Athletic Bilbao, 3 giờ ngày 15 tháng 1 năm 2021, bán kết siêu cúp Tây Ban Nha. Dù Athletic Bilbao là một đối thủ khó chơi, thế nhưng Real Madrid vẫn sẽ phải quyết tâm giành một thắng lợi để hướng đến danh hiệu đầu tiên của mùa bóng năm nay. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Về phần Athletic Bilbao, đội bóng này vừa phải hủy bỏ trận đấu với Atletico Madrid vào cuối tuần trước do ảnh hưởng xấu của thời tiết. Vậy nên thể lực của các cầu thủ câu lạc bộ này đang là tốt hơn so với Real Madrid. Huấn luyện viên Marcelino vẫn đang chờ đợi trận thắng đầu tiên của mình kể từ khi lên nắm quyền ở Athletic Bilbao. Trước một đối thủ là Real Madrid, sẽ là rất khó để vị chiến lược gia này mở về lần đầu tiên khi đội hình của Real có sự vượt trội về chuyên môn. Xét về lịch sử, Athletic Bilbao đã từng hai lần lên ngôi vô địch ở siêu cúp Tây Ban Nha vào các năm 1984 và 2015. Trong khi đó, Real Madrid là đội giàu thành tích thứ hai ở đấu trường này với 11 lần đăng quang, chỉ kém duy nhất Barcelona 13 lần. Trận đấu gần nhất mà Real Madrid chạm trán Athletic Bilbao, nhà đương kim vô địch La Liga đã có được chiến thắng với tỷ số 3-1. Trên thực tế, Los Blancos cũng chưa từng để thua trước Athletic Bilbao kể từ mùa bóng 2014 đến 2015. Dự đoán tỷ số Real Madrid, Athletic Bilbao, 2-1.